Đại sư và con muỗi. Ngài tuyên hóa có khi viết chữ cho người thường ghi tỳ kheo muỗi tiên sinh muỗi. Nguyên nhân là sao? Chuyện này phải kể hồi ngài còn trẻ, vào khoảng thời gian cư tang giữ mồ mẹ 3 năm. Khi ngài ra dùng giả ngoại giữ mồ mẫu thân thủ hiếu, tối đó từng bầy muỗi to ào tới hút máu người. Ngài biết đây là cửa ải khó khăn, bèn phát tâm bố thí bảo muỗi thế này: xin các người cứ đến hút ta đãi. Nói xong thì cởi áo ra, bầy muỗi lập tức bu lại bò đầy trên mình ngài. Ngài không hề đuổi xua, còn thầm phát nguyện: ta xin bố thí máu cho các ngươi, cứ tha hồ hút nhé. Ta mà chết ở đây, tương lai sẽ không báo oán đâu. Chẳng những không báo, mà đến lúc ta thành Phật, ta nguyện sẽ cứu độ các ngươi. Bắt đầu từ nay trở đi, ta xin được làm bạn với các ngươi. Vậy mình làm bạn nhé. Thật kỳ quái, muỗi bò qua lại trên bình ngài nhưng không hút máu. Chúng bò trên bình ngài một lát thì toàn bộ đều bay đi. Từ đó về sau, không những mùa xuân chẳng có muỗi tới quấy rầy, mà ngay cả mùa hạ, bầy muỗi vốn nổi tiếng là tai họa của vùng hoang dã này cũng không hề cắn ngài. Nhưng cách đến đây, ai cũng bị muỗi cắn nát, riêng ngài thì không hề bị cắn. Sau đó ngài giải thích: chúng không cắn là thực lòng bày tỏ thiện ý muốn làm bạn với tôi. Xin kể tiếp một câu chuyện giải quán kết cùng loài vật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.